Xin chào các bạn. Hôm nay shop đèn pin công suất lớn sẽ review cho các bạn xem một chiếc đèn pin đến từ thương hiệu Sofim có tên là Sofim V8 Pro. Trên tay mình đây là phiên bản sử dụng 4 con led XHP50.2 cho cái quang thông là 11.000 lumen. Nhiệt màu là 6.500 Kelvin nha các bạn. Thì mẫu V8 trước đây cũng 2 năm rồi tôi có review cho các bạn xem. Thì mẫu đó sử dụng là 4 con led XPLHI cho cái quang thông khoảng 5.000 tới 5.500 lumen thôi. Còn mẫu này thì tới 11.000 lumen. Quang thông rất là cao. Nó sẽ có những cái nâng cấp đáng tiền mà tôi cho các bạn xem đây. Phụ kiện của nó cho theo thì chỉ đơn giản là như thế này thôi. Hai cái ron dự phòng, một cái công tắc để thay thế. Mà công tắc này muốn tháo ra được chắc cũng phải thợ có dụng cụ mới tháo ra được. Người bình thường chắc không có đồ để tháo ra đâu. Và một sợi dây sạc Type C. Sợi dây sạc này thì nhìn thấy thì nó khá là cứng cáp và chiều dài nó khoảng 80 cm. Ha. Rồi, đây là cái thân đèn, mình sẽ cho các bạn xem về cấu tạo của nó, kích thước của nó so với con V8 trước đây. Theo mình thấy thì cái cấu tạo của nó thì hoàn toàn là giống như cái con V8, chỉ khác mỗi là cái cổng sạc Type-C đã được tích hợp trên đây rồi. Thì cổng sạc Type-C này nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể sạc trực tiếp luôn và không cần phải sạc rời. Nhưng mà mình nói trước với các bạn, cái cổng sạc này á, nó có một cái nhược điểm là nó sẽ chống nước không tốt bằng cái con V8 trước đó. Cái mẫu V8 trước đây mình bán cho rất là nhiều khách hàng thì họ bảo là có thể đem lặn được luôn. Mặc dù mình không có khuyên họ đem lặn, nhà sản xuất cũng không nói đây là cái dòng đèn pin chuyên về lặn, nên là mình đâu có khuyến khích họ đem lặn đâu. Nhưng mà họ nói là họ đem lặn luôn, vẫn được, không vô nước. Nhưng mà đối với mẫu này thì mình không đảm bảo nha các bạn. Bởi vì nó có cổng Type-C nè, nó tiện lợi hơn đó. Nhưng mà nó chống nước thì nó sẽ không tốt bằng đâu. Nó không tốt bằng cái con V8 trước đó đâu. Và một cái nữa là cái cổng Type-C này nó sạc vào thì nó sẽ không nhanh bằng cái việc mà chúng ta sạc bằng những cái bộ sạc rời. Vì vậy khi mà các bạn mua hàng thì tùy vào cái combo mà kèm theo, ví dụ như các bạn mua theo kèm pin, kèm bộ sạc rời và pin loại nào thì có cái giá nó khác nhau. Các bạn có thể nhắn tin qua cái Facebook Messenger hoặc là Zalo của shop đèn pin công suất lớn nha, chứ đừng có nhắn tin SMS hoặc gọi điện trực tiếp luôn cũng được, số điện thoại trên màn hình để mình sẽ báo giá cho các bạn. Thì tổng kết lại, chiếc đèn pin này nó sẽ không khác nhiều so với cái mẫu V8 trước đó mà mình có review cho các bạn xem. Nó chỉ có khác mỗi cái cổng Type-C này nè. Đó, và giao diện sử dụng của chiếc đèn pin này nó là giao diện Android UI, một cái giao diện thông minh và được phổ biến nhất trên thế giới dành cho những anh em chơi đèn pin, họ rất là chuộng. 4 con led này thì đã được nâng cấp lên là XHP50.2, quang thông là 11.000 lumen. Còn lại mọi thứ khác thì nó y chang, nó đều giống với mẫu V8 trước đó. Đầu đèn của nó, cái chóp đèn nó là đường kính là 59 mm, chiều dài là 132 mm, khoảng chừng 13,2 cm đó các bạn. Còn cái đường kính của phần tay cầm này là 50 mm. Trọng lượng của chiếc đèn pin này là 400 g, chưa bao gồm pin nha các bạn. Sau đây thì mình sẽ test cho các bạn xem về cái khả năng ăn dòng của nó ở hai chế độ là maximum và chế độ turbo, để chúng ta biết là với 4 viên pin dung lượng cao thì nó có thể chiếu sáng được trong khoảng thời gian là bao lâu. 4 con led này sử dụng cái điện áp là 4,2V. Mình sẽ cho nó ở cái mức điện áp là 4,2V. Các bạn để ý con số dưới đây là chỉ số công suất của nó là bao nhiêu watt, nó sẽ hiển thị dưới đây. Trên đây là hiển thị là cái khả năng ăn dòng của nó. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ở chế độ maximum nè, mình sẽ tăng nó lên maximum. Ở chế độ maximum thì nó sẽ ăn dòng là 3,3A. Chúng ta sẽ tính như thế này. Với dung lượng là 12.000 mA thì mình sẽ chia nó cho cái con số lúc nãy là 3,3 đi, tương đương khoảng 3.300. Thì chúng ta sẽ biết là ở chế độ maximum nó sử dụng được 3,63 giờ, tương đương khoảng 218 phút. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái chế độ tiếp theo. Ở chế độ turbo thì nó sẽ như thế nào?
Chế độ turbo thì nó ăn dòng, nó bắt đầu nó tăng lên, chúng ta sẽ thấy nó tăng lên dần dần 6,7 mấy ở mức điện áp 3,93V, vẫn không đổi ha, vẫn không đổi mức điện áp cho nó thì không đổi so với cái chế độ maximum thì mức điện áp nó cũng y chang vậy. Bây giờ mình sẽ lấy 12.000 chia cho cái con số lúc nãy là chúng ta thấy là 6,8, mình cho là một con số là 6,8 là 6.800 mA thì nó sẽ tương đương khoảng 1,7 giờ. 1,7 giờ cho một cái mức quang thông là 11.000 lumen. Khá là ok đó các bạn. Nhân cho 60 nè. Tương đương khoảng 105 phút. 105 phút. Chúng ta có một cái con số cụ thể luôn. Cái đèn pin này thì nó sẽ không có cho theo cái tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhưng mà trong cái phần mô tả video mình sẽ có để một cái đường link dẫn tới một cái video hướng dẫn các bạn sử dụng cái giao diện là Enduril UI. Bây giờ thì mình sẽ cho pin vào cái đèn pin này và ra ngoài test cho các bạn xem về cái khả năng chiếu sáng của nó, cái độ gom sáng của nó xem như thế nào, nó có tốt giống như là những cái mẫu đèn pin như là MT40 hay không nhé. Đây là ánh sáng của chiếc đèn pin Q8 Pro phiên bản sử dụng 4 LED XHP50.2, quang thông 11.000 lumen maximum. Wow, quang thông rất là khủng đấy, đèn bắt đầu ấm dần lên. Đây là chế độ maximum nha các bạn, maximum rồi lên cây dừa cháy sáng luôn. Turbo nè, đây là chế độ turbo. Ở khoảng cách xa vẫn thấy cháy sáng. Quá khủng khiếp. Về cái tầm chiếu xa của nó thì chắc chắn là nó sẽ không bằng những cái dòng đèn pin mà sử dụng con LED SST40 rồi. Bởi vì con LED XHP50.2 là một con LED chuyên tản rộng. Bây giờ chiếc đèn pin đang nóng dần lên và cảm thấy là nó giảm sáng dần đi. Nó đang giảm sáng dần đi. Chính xác các bạn, nó đang giảm sáng dần đi. Sau khoảng thời gian là khoảng chừng 30 giây, nó đã giảm sáng. Wow. Cái khả năng mà phát nhiệt của chiếc đèn pin này phải nói là cực kỳ nhanh. Cũng dễ hiểu thôi, với cái quang thông 11.000 lumen, nhưng với một cái cấu tạo nhỏ gọn như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi cái việc mà nó duy trì chế độ turbo được lâu dài được. Đèn thì không có quạt tản nhiệt, nhôm thì rất là ít. 4 con LED XHP50.2 thì lại phát nhiệt rất là nhanh. Cái khả năng chiếu xa của nó sẽ không cao đâu các bạn. Mình nói trước luôn, cái khả năng chiếu xa của nó sẽ không cao bằng cái MT40. Chắc chắn rồi, các bạn có thể nhìn thấy cái quần sáng của nó đó. Nó tản rộng ha. Tản rất là rộng. Đây. Khi mà nhìn lên trời, chúng ta sẽ thấy trong màn sương đó, sẽ càng nhìn thấy rõ hơn về cái vệt sáng của nó. Wow, wow, bắt đầu nó nóng lên. Nó nóng lên đến mức mà mình sắp phỏng tay rồi. Wow, wow, nóng quá khủng. Thực tế thì mình chưa biết là con LED này nó chịu nổi hay không, nhưng mà biết là cái tay mình sắp chịu hết nổi rồi. Và vừa rồi tôi cho các bạn xem về cái ánh sáng của nó trong màn đêm nha. Nếu như đánh giá theo cá nhân của mình á, thì điểm mạnh nhất của chiếc đèn pin này đó là nó sở hữu được một cái hộc để pin chứa được 4 viên pin cho cái dung lượng cao nhất hiện tại. Nếu như sử dụng pin dung lượng cao nhất có thể lên đến 13.600 mAh thì nó sử dụng còn lâu nữa. Và cái điểm mạnh kế tiếp đó là nó nhỏ gọn, quang thông cao lên đến 11.000 lumen. Còn những cái điểm khác thì nó sẽ không bằng những cái mẫu đèn pin chuyên dụng. Ví dụ như chiếu xa thì nó sẽ không bằng con MT40 hay là SP70 v.v.
Và tản nhiệt thì nó nhỏ gọn như thế này thì cái khả năng tản nhiệt của nó thì nó tất nhiên là nó sẽ không cao. Thì đó là điều chắc chắn rồi, nó không thể nào mà phản vật lý được. Nên chúng ta chấp nhận thôi ha. Còn việc chiếu xa thì 4 con led XP 50.2 thì sao mà chiếu xa được? Trừ khi cái chó nó phải là chó rộng và chỉ một con led, hoặc là những cái chó mà dùng thấu kính hội tụ thì may ra nó sẽ có sự khác biệt. Nên là những anh em nào mà đòi hỏi những cái điều cao hơn cho chiếc đèn này thì không thể. Còn nếu mà muốn pin lớn thì ok, nhỏ gọn thì quá tuyệt vời, sạc Type-C luôn, sẵn trên đây luôn. Nhưng mà nó sẽ không có chống nước được tốt như là Q8 phiên bản thường nha. Rồi nếu như các bạn có nhu cầu đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của đèn pin công suất lớn trên màn hình, hoặc là đường link mình để trong phần mô tả video, Facebook Messenger, nhắn tin miễn phí và kết bạn qua Zalo để mình có thể tư vấn cho các bạn những cái mẫu đèn pin như ý. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kỳ sau.